Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lấy ý kiến khảo sát về việc cho học sinh quay trở lại trường học. Trong khi khối lớp 9 và 12 nhận được sự đồng thuận rất cao của các bậc phụ huynh, ở khối lớp 1 thì tỷ lệ này rất thấp và chưa đạt được 30% sự ủng hộ. Trước thực tế đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã phải tạm dừng việc thí điểm cho học sinh lớp 1 học trực tiếp kể từ ngày 13 tháng 12 tới đây. Trước lo ngại của các bậc phụ huynh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tạm dừng triển khai thực hiện kế hoạch cho học sinh lớp 1 đến trường từ ngày 13 tháng 12 và chỉ thí điểm đến lớp 9 và lớp 12 đi học trực tiếp. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, mặc dù Sở đã đẩy mạnh chương trình dạy học trực tuyến kết hợp với truyền hình, tuy nhiên quá trình học sắp tới, lượng kiến thức sẽ yêu cầu cao hơn, học sinh lớp 1 cần phải đến trường trong điều kiện nếu có thể được và cần phải ưu tiên sớm nhất nếu có điều kiện.